Đây là con cá đặc cạp. Con sorry anh chị các bạn. Con là... cá mập. Không phải. Phải ăn cá cọp. Cá bị gần hà. Phải không? Cá bị gần hà là cá cọp. Đúng rồi. Cá này dài lắm anh chị bạn. Cá này cá cọp, ăn cá con cá cọp ha, con cọp. Cá cọp là gọi là cá bị gần hà. Dài lắm anh chị bạn, dài lắm. Để lát nữa em bơm lên em đo cho chị các bạn xem cái thước á. Chắc em nghĩ khoảng 1 mét mấy luôn á. Chắc nghĩ là 1 mét 9 á. Gabi, cá gabi gần hà hả? Hả? Hà bị gần hà. Sao con biết? Ủa chồng nhớ mấy hôm trước mà con đố trái con cá này à. À là cá này á hả? Đúng rồi. Phải không? Phải. Con coi trên TikTok đúng không? Đúng rồi. Con TikTok lại á. Coi trên kênh YouTube á. Dạ, em sẽ lấy một con em bơm cho chị bạn xem nha. Nhóc em nó bảo là ga cá ga đi ga lăng ha hả? Ha đi lăng ha. Nói chung mình cũng không biết con cá tên gì nữa, nhưng mà anh chị các bạn có hình ảnh rồi anh chị các bạn chụp ảnh lại ha. Muốn đặt hàng thì chụp ảnh lại, báo qua Zalo thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Thì trên trang web em để tên là con cá cọp ha, cá cọp mới ha. Cá bi gân hà, bi gân hà người ta gọi là cá cọp người ta gọi là cá bi gân hà. Cá gì cũng được. Cá mập cũng được. Cá đồ bú cũng được. Mấy mẫu này cá này cá mới anh chị bạn, cá mới mà. Thì anh chị muốn biết được cái sản phẩm nào mới trong cái video của kênh em hoặc là trong cái trang web đó thì anh chị bấm vào cái đăng ký kênh ha, bấm like, bấm đăng ký kênh và bấm cái chuông luôn để khi em đăng tải video lên đó thì anh chị biết được cái nào sản phẩm mới thì anh chị dễ cập nhật và có thể thay đổi được cái sản phẩm ở tại địa phương mình buôn bán ha. Tại vì một sản phẩm mà nhiều khi mình bán ở địa phương bán nhiều lần nó sẽ bị khách hàng mua nhiều rồi anh chị bạn, thì nhiều khi nó sẽ bị bán chậm lại, chậm thôi. Thì anh chị và các bạn nói với mình xe cập nhật. Bán ế với bán chậm nó cũng vậy thôi. Cá này bùm bay bán mấy ngày lễ cũng không sách luôn anh chị bạn, khá là dài thì em sẽ buộc lại xong rồi em sẽ quay cho anh chị các bạn thấy cụ thể. Bự kinh khủng luôn á, cá là to mà nó bự hơn cái người con. Bo cao mét bo bo dài mét mấy không biết nữa. Sao hả? Rồi đâu có đo rồi, anh cho đo cho bo rồi mà. Con mét mấy? Con ba. Mét ba. Còn chắc nghĩ con cá này là mét 9 luôn á. 9 luôn. Hơn con một chút á. Đây, anh cho các bạn thấy cá này nó hơi bị dài, to, to đẹp. Trời ơi. Thấy như vậy em sẽ đo cho các bạn xem. Đo đi, rồi con kéo dây ra hết cái thước cho cha coi. Kéo nữa đi, này chưa tới mà. Kéo con xíu nữa, rồi bấm đứng lại đi. Chỗ đứng nó lại đúng rồi. Rồi. Rồi con dính này nè. Anh chị các bạn, nó dài nè, nó dài khoảng có 1m10. Khoảng có 1m1 luôn anh chị bạn ha, 1m1 luôn á, hơi dài. Rồi cái bề ngang này bao nhiêu đây? Dài nè. Rồi bề ngang cái. Đâu, 1m1 bằng con không? Đi cho đo cái bề ngang cái này coi. Rồi anh chị xem cái này bề ngang ha, cái bề ngang con cá này nè. Thì nó khoảng tới tính cái gai lưng nè, gai sống nè chị bạn, hai cái bên gai nè, cái quay bên đó với cái quay bên này nó khoảng có 50 ha, 50 cm. À, thì nó khá là to, thì anh chị đã hình dung được rồi ha. Thì anh chị và các bạn nào mà có muốn lên mua cái sản phẩm này về bán thì ở dưới phần mô tả em có để cái đường link sản phẩm, anh chị bấm vào trong đó thì nó sẽ hiện qua cái trang website của em, rồi anh chị xem cái giá cả ha. Muốn đặt hàng thì cứ lên website em đặt hàng luôn. Rồi ở tỉnh thành nào thì cứ báo em thì em sẽ ship về tận nơi cho anh chị các bạn để buôn bán ha. Rồi xin cảm ơn anh chị các bạn đã xem video nha.